quẹt vô miếng khô quẹt rồi à. Cắn nè. Cái này là bóp luôn. Anh đi miếng thịt mỡ rồi mày. Ngon quá. Chào các bạn, hôm nay mình làm món cơm cháy khô quẹt. Do mấy hôm nay trời bão cho nên mình không có đi động làm video cho các bạn xem được. Có chuẩn bị để làm món cơm cháy khô quẹt, món ăn dân dã của miền Tây mình, làm cho các bạn xem. Ở đây mình có chuẩn bị nguyên liệu là cơm, bên đây là nước mắm, và đây là thép mỡ, đây là tỏi ớt, còn cái này là đường bột ngọt muối mình có chuẩn bị và để sẵn luôn các bạn. Đây thì để ăn kèm với cái món cơm cháy cho nó ngon thôi. Thì tùy theo mỗi người muốn thích ăn gì đó thì chuẩn bị. Và bây giờ mình bắt đầu làm các bạn ơi. Bây giờ mình chuẩn bị làm cái khô quẹt trước nha các bạn. Đây là mỡ mình mới thắng hồi nãy nè. Giờ mình bỏ vô mình khử tỏi trước. Rồi mình tắt lửa, cho tiêu vô. Giờ mình làm cơm cháy nha các bạn. Trước khi mình làm là mình phải cho lửa lên cho nó nóng cái nồi này nè, cho cơm cháy nó vàng được, lại nó cái hồng khét, để cho nó nóng thiệt là nóng luôn. Giờ mình luộc cái bắp nữa nè, này ăn kèm. Đây là tô cơm của mình nè. Ém xuống cho nó cơm nó dính vô cái chảo. Bây giờ cơm cháy mình đã chín rồi các bạn, bây giờ mình tắt lửa. Wow, thơm quá các bạn ơi. Wow, vàng ươm luôn các bạn, quá là ngon luôn. Quả mình nè các bạn ơi. Rồi mời tất cả các bạn ăn thưởng thức với mình nha. Đây cơm cháy nè, chấm khô quẹt. Quẹt vô. Ăn với tép mỡ các bạn. Sảy. Ngon quá các bạn ơi, hết sảy luôn. Tép mỡ giòn giòn, nước khô quẹt thì nó mặn mặn ngọt ngọt, cơm cháy nó cũng giòn luôn các bạn, ăn rất là tuyệt vời. Mình thấy có mấy quán bán cơm cháy khô quẹt này nè, ăn cũng ngon lắm. Giờ mình làm nhà mình ăn thử làm được với người ta không, nhưng mà mình làm cái này thành công rồi, quá là ngon luôn. Quẹt vô miếng khô quẹt rồi à. Cắn nè. Cái này là bóp luôn. Anh đi miếng thịt mỡ rồi mày. Ngon quá. Cơm cháy của mình à, giòn kháy luôn. Quá, bạn nghe giòn không?
Ngon quá các bạn ơi. Ở nhà mình làm cơm cháy như gì là quá đạt rồi nè. Ngon quá bạn. Sắm miếng khô quẹt thêm trái đầu bắp nữa. Tuyệt vời. Ngon. Ăn sắp mở rồi các bạn.
starting as DJ.